Đây em sẽ lượn qua đây xíu, các bác cùng ngắm này. Cái phân khúc này số lượng không có nhiều lắm đâu nhé các bác nhé. Mà cái phân khúc này là cái phân khúc mà tiêu thụ lớn nhất hàng năm đấy các bác ạ. Thế nên là năm nay ấy, các bác mà bác nào mà đi chợ các bác phải khẩn trương để đặt hàng nhé. Chứ nếu không là đến lúc thì không không còn đâu. Thực ra là mình đặt sớm thì sẽ được cây đẹp mà thậm chí là giá tốt hơn rất là nhiều. Đó, còn các bác nào mà cứ lần trần á thì đến lúc gì đặt hàng vừa muộn mà không được cây đẹp đâu. Hầu như kinh nghiệm của em nhiều năm bán hàng em nói thật, bác nào mà đặt hàng muộn ấy, thứ nhất là không được giá tốt. Thứ hai là không còn xong cây mà đẹp. đi đến vườn nào cây đẹp người ta cũng mua hết rồi đấy, nó hỏi tại sao còn đâu. Là do mình mà, mình phải có sự chuẩn bị trước chứ, đúng không? Đúng nào các bác, hàng năm thì mình vẫn cứ làm, thì đến lúc đến mùa đến vụ mình vẫn cứ làm thôi. Nhưng có một điều lưu ý là mình cần phải cập nhật sớm. Bởi vì sao? Cần nắm bắt thông tin thị trường. Đó. Mình là người kinh doanh mà. Đúng không các bác? Khi mà mình không nắm bắt được thông tin thị trường sớm ấy, thì là khi mình chuẩn bị hàng cũng như là mình đi bán hàng á, nó sẽ có nhiều những cái khó khăn đó. Thứ nhất là khó khăn từ khi mình đi chuẩn bị hàng cho đến khi mình đi chợ. Đúng không? Nên là tất cả mọi thứ đều có sự chuẩn bị trước các bác nhé. Đấy, em quay em lên lô này cho các bác này. Các bác nào mà hàng năm mua cây của nhà em ấy là các bác biết rồi. Nhà em là chuyên bán sỉ với số lượng lớn nhá. Chuyên bán sỉ với số lượng lớn và rất rất nhiều phân khúc khác nhau. Từ cây nhỏ nhất cho đến cây hàng to VIP nhất. Đấy, hàng siêu VIP luôn. Đều có hết các bác nhé. Cái phân khúc này em nói lại một lần là cái phân khúc này là cái phân khúc mà tiêu thụ số lượng lớn nhất hàng năm đó các bác. Đó. Thế nên là em khuyên chân thành nhá, bác nào mà đã gọi là năm nào mình cũng làm rồi, mình quen quá rồi đúng không? Nên là năm nay nhá là các bác phải lưu ý là đặt hàng sớm đi. Hiện tại là các bác đã đặt hàng nhiều lắm rồi. Nếu như mà các bác nào á mà chần chừ ấy là em nói thật là không có để mua đâu nhá. Không có để mà mua để mà đi chợ. Chứ không phải chọn cây xấu cây đẹp nữa, đến lúc cây xấu cũng không còn á. Đấy là em khuyên chân thành. Như vừa rồi em nói rồi đấy các bác. Mình lựa chọn sớm thì sẽ được cây đẹp và giá tốt. Còn muộn giá vừa cao lại vừa không có cây để chọn đâu các bác ạ. Đấy là kinh nghiệm em bán hàng nhiều năm. Cũng như là các bác cũng đi buôn nhiều năm là các bác cũng nắm được mà cái này, đúng không? Các bác ơi, khẩn trương nhé, khẩn trương lên đơn hàng đi. Số điện thoại em có để ở trên góc màn hình đây. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.